Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu quần bikini cho bé với cái phần cột dây ở bên hông như thế này. Ở phần viền của mẫu này, phía mông mình có viền bo lại, giảm mũi để cho cái phần mông này nó có độ cúp lại. Và khi cúp lại như vậy nó sẽ giúp cho cái phần này nó ôm sát vào vòng mông của bé nè. Đây, mặt trước thì mình có trang trí một mẫu hoa hai màu như thế này. Ở phần dây cài hai bên thì mình có làm sợi dây có độ dày là một hàng móc mũi đơn nha, để cho cái phần cài này nó được nổi hơn nè. Đây, mẫu quần bikini cho bé như thế này. Ở đây dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc mình dùng kim móc 3.0 mm, hoặc nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim to hơn sợi len 1/2 nha. Ngoài ra còn có kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần quần này. Thì ở đây mình sẽ bắt đầu móc từ phần mông ra phía trước nha. Ta sẽ bắt đầu móc từ phần mông ra phía trước nè, sau đó móc phần dây sau. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một sợi dây móc xích bằng với cái bề ngang của phần mông bé. Bằng với bề ngang của mông bé nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ở đây mình đã móc lên được 38 mũi móc xích, thì tùy vào tay thợ móc, có thợ móc lỏng, có thợ móc chật, nên là cái số mũi móc này nó sẽ không có được đều nhau nha. Ở đây các bạn chỉ cần móc lên cho mình một dây móc xích bằng với cái bề ngang phần mông bé là được. Tiếp tục ở cái hàng móc tiếp theo thì móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3, sau đó móc vào chân móc thứ 38 một mũi kép đơn. Tương tự chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Và ta sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc, ta được một hàng móc như thế này, bằng với cái bề ngang của mông. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc tiếp theo, móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Và cũng làm tương tự cho các cái mũi móc còn lại giống như cái hàng móc phía dưới nha. Móc cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc đến cuối hàng được hai hàng móc ở cái phần mông như thế này, thì ở hàng móc thứ ba tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ ba các bạn cũng làm tương tự giống như hai hàng móc phía trên nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ta cũng làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng nha. Móc cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ba hàng móc này sẽ là hàng móc ở cái phần thắt lưng nè. Các bạn cứ móc cho mình tương tự cho đến cuối vòng để ta được ba hàng móc ở phần thắt lưng nha. Sau khi đã móc đến cuối hàng được ba hàng móc như thế này, thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc thêm các cái hàng móc giảm mũi để ôm được với phần mông của bé nè. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc giảm mũi đầu tiên, các bạn sẽ giảm cho mình một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Đây, ta sẽ giảm ở hai đầu như thế này. Tức là ở cái chân móc đầu tiên các bạn sẽ không móc cho mình vào chân đầu tiên nha. Ta sẽ không móc vào đây, bỏ qua chân này và móc vào cái chân thứ hai á, móc cho mình vào đây một mũi kép đơn nè. Sau đó tiếp tục móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn.
Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ở cuối hàng các bạn sẽ chừa ra cho mình hai chân móc nha. Đây, ta sẽ móc đến cái chân móc thứ ba tính từ ngoài vào á. Bỏ qua hai chân móc này và móc đến chân thứ ba nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở hai cái chân móc cuối cùng của hàng móc này nè, ta sẽ tiến hành giảm lại cho thành một chân, khác với cái chân móc đầu tiên mà ta móc ở bên này. Đây, ta sẽ không móc vào chân đầu tiên, thì ở đây mình sẽ móc luôn vào hai chân móc, nhưng ta sẽ tạo lại một cái điểm chậm để tạo thành một chân móc ở phía trên. Các bạn lấy len và đâm kim vào chân kế cuối nè, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim, tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân cuối cùng, kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được ba chân móc như thế này thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là ta đã chụm được hai mũi phía dưới thành một mũi ở phía trên nha. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc giảm mũi tiếp theo ta cũng làm tương tự như cái hàng móc phía dưới, tức là các bạn cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn để ta giảm được một mũi ở đầu hàng. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ta sẽ móc tương tự cho đến hai chân móc cuối cùng này, các bạn cũng không móc vào đây nha. Ta móc đến chân móc thứ ba tính từ ngoài vào nha. Tương tự như hai chân móc cuối cùng của cái hàng móc phía trên nè, ta chụm lại thành một chân, thì hai chân móc cuối cùng của hàng móc này các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Lấy len đâm kim vào chân cuối cùng, kéo qua hai chân móc trên kim, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Ta cũng giảm được hai mũi thành một mũi móc nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Lúc này ở mặt sau của quần khi ta giảm mũi thì nó sẽ có cái độ bo lại như thế này nè. Các bạn sẽ móc thêm cho mình khoảng tầm 3 đến 4 hàng móc nữa, tùy vào size mỗi 10 móc nha. Móc thêm cho mình 3 đến 4 hàng móc và mỗi hàng móc đều giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc, tương tự như hàng móc mà ta vừa móc á. Quay ngược đầu móc, chân đầu tiên thì bỏ qua cái chân này và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn nè. Các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Hai chân móc cuối cùng thì cũng chụm lại thành một chân nè, để ta giảm được một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Đây, sau đó làm tương tự cho mình thêm 3 hàng móc tương tự như vậy nữa. 3 đến 4 hàng móc tùy vào mỗi tay thợ móc nha. Thì ở đây mình vừa móc lên được 3 hàng móc giảm mũi, giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Ở đây mình có 5 hàng móc giảm mũi. Cái khoảng cách này nó sẽ nằm ở 2/3 mong bé nè. Thì các hàng móc giảm mũi tiếp theo ta sẽ giảm nhiều mũi móc hơn so với các cái mũi móc ở đầu để có thể ôm được vào vòng mông của bé. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Tương tự như các hàng móc phía trên, ta cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai á, móc vào cho mình một mũi kép đơn. Khi đã giảm được một mũi móc ở đầu tiên rồi thì chân móc thứ ba và thứ tư của hàng móc này các bạn cũng tiến hành chụm lại cho mình thành một chân, và cái cách chụm nó cũng tương tự giống như các cái mũi chụm ở phía trên. Lấy len và đâm kim lần lượt vào chân móc thứ ba và thứ tư nè. Đây, đâm kim vào chân thứ ba, sau đó tiếp tục đâm kim vào chân thứ tư và kéo len qua ba chân móc trên kim. Như vậy là bốn mũi móc ở hàng phía dưới ta đã chụm lại được thành hai mũi ở phía trên nha. Đây, thành hai mũi như thế này. Thì các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình đến cuối hàng thì chừa ra bốn mũi móc cuối cùng này để ta chụm lại thành hai mũi nha. Chừa ra cho mình bốn mũi móc đến chân móc thứ năm. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Ở bốn cái chân móc cuối cùng này, các bạn sẽ lần lượt giảm mũi cho mình hai chân kế bên và hai chân liên tiếp với nhau nè. Đây, ta sẽ giảm từ cái chân thứ tư với cái chân thứ ba, hai chân móc này giảm lại thành một chân. Kéo len qua ba chân móc trên kim. Tiếp tục hai chân móc cuối cùng cũng chụm lại thành một chân. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Kéo len qua ba chân móc trên kim. Như vậy là bốn chân móc của hàng phía dưới ta chụm lại được thành hai mũi ở phía trên nha. Và ở đầu bên này cũng tương tự nè, bốn mũi thành hai mũi ở phía trên. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc giảm mũi này cũng tương tự giống như cái hàng móc mà ta vừa móc. Bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Sau đó cũng chụm lại chân thứ ba và chân thứ tư thành một chân ở phía trên nè. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Đây, ta chụm lại được bốn mũi thành hai mũi nè. Các cái chân móc còn lại thì mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Cũng tương tự như cái hàng móc phía trên, cũng chừa ra cho mình bốn chân móc cuối cùng. Ta móc đến chân móc thứ năm tính từ ngoài vào nha. Bốn chân móc cuối cùng này chụm lại hai chân liên tiếp thành một chân. Chân thứ ba và thứ tư chụm lại thành một chân. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Kéo len qua ba chân móc trên kim. Tiếp tục chân thứ hai và chân thứ nhất. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Thì hàng móc này mình cũng giảm được bốn mũi móc nè, hai mũi ở đầu và hai mũi ở cuối hàng móc. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Lúc này cái phần thân sau của quần nó có cái độ bo lại hơn so với các cái hàng móc ở phía trên nè. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc giống như cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây. Ở mỗi đầu sẽ giảm cho mình hai mũi móc nha. Đây, giảm hai mũi móc. Và các bạn cứ giảm cho mình thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái độ rộng của cái phần đáy quần này nó che được cái phần đũng của bé thì các bạn ngưng nha. Đây, cũng giảm thêm cho mình hai mũi ở đầu và hai mũi ở cuối hàng móc để cho cái phần này nó được bo lại nè. Quay ngược đầu móc lại. Bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Hai chân kế bên cũng chụm lại thành một chân. Các chân móc nằm chính giữa mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở bốn chân móc cuối cùng ta cũng chụm lại hai chân liên tiếp thành một chân. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc nữa. Thì ở đây sau khi đã giảm được thêm nhiều hàng móc, giảm hai mũi ở đầu và cuối hàng móc nè, thì lúc này cái số mũi móc ở cái hàng móc cuối cùng nó sẽ có cái độ rộng đủ để che được cái phần đũng của bé nè. Đây. Thì bây giờ mình sẽ móc tiếp các cái hàng móc tiếp theo và ta sẽ không giảm mũi nữa nha. Móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc này ta sẽ không giảm mũi, tức là chân đầu tiên các bạn sẽ móc luôn cho mình vào đây, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc đến cuối hàng và đạt được cái độ rộng để che được phần đũng của bé nè, thì tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích nữa. 1 2 quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo sẽ làm tương tự như hàng móc mà ta vừa móc, tức là ta sẽ không giảm mũi cũng không tăng mũi nha. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng.
Khi đã móc đến cuối hàng thì ta được hai hàng móc đều nhau, không thêm mũi nè. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Như vậy là cái phần đũng của mình nó đã được hình thành nè. Các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa bằng với cái số mũi móc của hai hàng móc mà ta vừa móc nè. Móc cho đến khi ta đạt được cái chiều sâu. Đây, cái chiều sâu của cái phần đũng này nó che được cái phần đũng của bé thì các bạn sẽ tiến hành ngưng và ta sẽ móc thêm nhiều hàng thêm mũi nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè. Ta sẽ làm tương tự như các hàng móc mà ta vừa móc á. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, ta sẽ không giảm mũi và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Thì ở đây cái phần đũng của mình đã có được 6 hàng móc như thế này và nó đủ để che được cái phần đũng của bé rồi. Đây, thì khi gập cái phần đũng này lên phía trên của thân nè. Thì lúc này khi đã che được phần đũng quần của bé, các bạn sẽ tiến hành thêm mũi để ta có thể che được cái phần phía trên và lên được phần thắt lưng cài dây nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc các hàng móc thêm mũi. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Ở cái chân móc nằm chính giữa, tương tự mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở cái chân móc cuối cùng của hàng móc này, các bạn cũng tăng thêm cho mình một mũi, tương tự như cái chân móc đầu tiên này. Thì chân móc cuối cùng cũng sẽ móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là hàng móc này mình đã tăng được hai mũi móc so với các cái hàng móc ở phần đũng nè. Ta quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như hàng móc mà mình vừa móc nha. Cũng tăng cho mình một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc nè. Tức là chân cuối cùng và chân đầu tiên, mỗi chân móc ta sẽ có hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các chân nằm chính giữa thì mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ở chân cuối cùng thì ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn. Hàng móc thêm mũi thứ hai này mình cũng tăng thêm được hai mũi móc nè, nhiều hơn hai mũi so với cái hàng móc phía dưới. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Sau đó các hàng móc còn lại các bạn sẽ móc cho mình tương tự như hai hàng móc mà ta vừa móc nè, cũng tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Cứ móc tương tự cho mình như vậy cho đến khi ta gặp đôi cái phần thân này lại nè, thì cái phần này nó sẽ có cái chiều cao bằng một gang tay hoặc là ít hơn một gang tay chút xíu nha. Đây, cái chiều sau này nó sẽ được hai gang tay. Đây, để cho nó vừa với cái phần mông của bé nè và che được cái phần phía trước. Cũng móc thêm nhiều hàng móc tương tự, tăng một mũi ở đầu và cuối hàng móc nha. Cứ móc đều lên như vậy. Chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn. Các chân nằm chính giữa, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và chân cuối cùng sẽ móc hai mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự thêm nhiều hàng móc nữa. Sau khi đã thêm được nhiều hàng móc, tăng mũi ở đầu và cuối cho cái mặt trước hoàn chỉnh thì lúc này cái chiều cao khi gặp đôi lại nó sẽ được tầm một gang tay hoặc ít hơn một gang tay chút xíu nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần dây cài ở hai bên hông. Sau đó sẽ viền lại các cái đường viền ở bên ống chân nè và tạo bo lại ở cái phần mông này.
để được ôm vào cái mông của bé. Đây, cái phần mông này nó sẽ viền bo lại và ôm sát vào mông của bé nè. Từ chân móc cuối cùng này, móc lên cho mình một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để ta có thể cài ở hai bên hông nha. 1 2 3 4 5. Khi đã móc được sợi dây có độ dài vừa đủ như thế này thì để cho sợi dây của mình nó có cái độ dày á, các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích và móc vào cái chân móc mà ta vừa móc cuối cùng này một mũi móc đơn. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì lúc này cái sợi dây của mình nó sẽ có cái độ dài như thế này, độ dài là một hàng móc mũi đơn nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình đến chân móc cuối cùng. Và ở mỗi chân móc ta đều móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã tạo ra được một sợi dây hoàn chỉnh thì tiếp tục bây giờ mình sẽ viền lại cái phần ống chân. Và ở đây mình viền từ cái phần mặt trước ra mặt sau. Thì cái mặt trước viền rất là đơn giản, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc kế tiếp của cái hàng phía dưới nè. Móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Đây, cái phần dây của mình nó hoàn tất như thế này. Chân kế tiếp sẽ là chân móc của cái hàng móc phía dưới này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tương tự cho chân móc bên cạnh, cũng móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc nè. Như vậy là ta đã viền được cái phần mặt trước như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta cũng tương tự móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Thì khi viền được cái phần mặt trước đến cái phần đụng ở phía dưới thì ở cái chân móc mà ta giảm mũi của cái phần mặt sau nè, cái hàng móc đầu tiên mà ta giảm mũi này thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc của hàng móc đầu tiên giảm mũi này nè, móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Hàng móc giảm mũi kế bên sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục đến cái chân móc của cái hàng móc giảm mũi phía trên nữa, móc vào hai mũi móc đơn. Như vậy là ở các chân móc của hàng móc giảm mũi phía sau của quần thì mình có viền lại và viền xen kẽ nha. Hai mũi móc đơn cùng chân móc xen kẽ là một mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế bên sẽ là một mũi móc đơn thì chân kế tiếp là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và lúc này cái phần mông nó sẽ có cái độ bo lại. Đây, khi viền lại như vậy thì nó sẽ có cái độ bo giúp cho cái phần này có thể ôm được vào vòng mông của bé nha. Tương tự chân kế tiếp móc một mũi móc đơn thì chân kế bên sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn cứ làm xen kẽ tương tự như vậy cho mình. Một mũi móc đơn xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Khi đã viền được xen kẽ như thế này, ở ba chân móc của ba hàng móc mà ta không thêm mũi cũng không giảm mũi ở đầu tiên mà mình gây nên nè, ở cái phần thắt lưng này á, thì cái chân móc đầu tiên sẽ móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ hai của hàng móc thứ hai cũng móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và tương tự cho chân móc thứ ba của cái hàng móc thứ nhất á, móc vào hai mũi móc đơn. Như vậy là phần mông của mình đã viền lại được như thế này. Đây, nó đã có cái độ bo cúp lại. Ở các cái size lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì các bạn cũng viền tương tự cho mình ở phần mông nha. Ta sẽ bắt đầu viền từ các cái hàng móc giảm mũi của phần sau nè. Móc tiếp vào chân móc đầu tiên mà ta gây nên của phần quần nè.
móc vào đây một mũi móc đơn. Và từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích bằng với cái sợi dây móc xích ban đầu mà ta móc. Sau đó sẽ móc ngược lại một hàng mũi đơn để tạo sợi dây thứ hai nha. 2 3 4 5 Khi đã tạo hoàn tất được sợi dây cài thứ hai thì tiếp tục ở cái phần thắt lưng phía sau, các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc ta bắt đầu móc của cái phần dây này nè, móc tiếp cho mình vào đây một mũi móc đơn. Sau đó các chân móc kế tiếp này, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc để mình viền lại cái phần thắt lưng ở đây nha. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Viền tương tự cho đến cuối hàng thì ở đầu dây bên này cũng tạo một sợi dây tương tự như hai sợi dây mà ta vừa móc á. Cái độ dài của các sợi dây nó sẽ bằng nhau nha, bằng một hàng mũi đơn luôn. Ở cái phần viền mông này nè, các bạn cũng viền tương tự cho mình giống như cái phần mông ở bên này. Thì ta sẽ viền xen kẽ và đối xứng nhau. Ở bên này ba chân móc của ba hàng móc mà ta không thêm mũi nè, mỗi chân móc có hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau đó chân thứ tư là một mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc cho mình ba chân đầu tiên, mỗi chân ta móc hai mũi móc đơn. Sau đó đến chân thứ tư các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi móc đơn nè. Và từ đây bắt đầu móc xen kẽ cho mình, viền lại xen kẽ nha, tương tự như cái phần viền ở mông bên này nè. Đây, chân bên này một mũi thì chân bên kia sẽ viền lại một mũi, và tương tự chân hai mũi thì sẽ viền lại hai mũi nha. Viền cho đến cái hàng móc mà ta giảm mũi cuối cùng. Và ở mặt trước thì mỗi chân ta sẽ làm hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Móc cho mình cho đến đầu dây này và cũng tạo cho mình một sợi dây tương tự. Tùy vào sở thích của mỗi người thì có bạn thích cái sợi dây của mình dày hơn thì móc cho mình mũi nửa kép hoặc là mũi kép đơn cũng được nha. Ở đây mình móc mũi móc đơn nè. Bây giờ ta sẽ tiến hành viền lại toàn bộ cái phần thân của quần. Sau khi đã viền lại được toàn bộ cái phần ống chân ở đây và tạo được một sợi dây cuối cùng thì móc cho mình vào cái chân móc cuối cùng này nè. Móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Đây, các bạn để ý cho mình là khi mình viền lại giảm mũi như thế này thì lúc này cái phần mông nó sẽ cúp lại để giúp cho ôm được cái phần mông của bé nha. Và ở bốn đầu dây này các bạn sẽ thắt lại khi mặc vào người của bé để điều chỉnh nha. Sau khi đã giấu toàn bộ phần len thừa vào trong mũi móc thì mặt trước mình có trang trí một mẫu hoa như thế này. Thì cái mẫu hoa này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước, mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Và việc ta trang trí cho mặt trước của thân quần nó sẽ giúp cho mình có thể phân biệt được đâu là mặt phải và đâu mà mặt trái của quần nha. Đây, cái sợi dây này khi ta thắt lại, thắt nơ lại thì nó sẽ điều chỉnh để vừa với phần eo của bé nè. Khi thắt lại thì ta sẽ có được phần ống chân như thế này. Đây là phần thắt lưng có cài điều chỉnh nè. Và phía sau mông thì có bo lại để ôm vào vòng mông của bé. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu quần bikini cho bé như thế này. Chúc các bạn thành công!